Chiều nay, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 tiếp tục phiên thảo luận ở tổ về dự án luật hợp tác xã sửa đổi và dự án luật phòng thủ dân sự. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tham gia thảo luận tại tổ 6 cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và Nam Định. Tham gia phát biểu thảo luận về dự án luật phòng thủ dân sự, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao về sự cần thiết ban hành luật phòng thủ dân sự, quá trình chuẩn bị dự thảo luật của ban soạn thảo và cơ bản thống nhất kết cấu của dự thảo luật, đồng thời cho rằng đây là dự thảo luật có kết cấu rất mới so với các lần trước. Đó là quy định rõ trách nhiệm của các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp. Về khái niệm phòng thủ dân sự tại khoản 1 điều 2, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đóng góp ý kiến. Khoản 1 điều 13 của luật quốc phòng năm 2018 thì có quy định là phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước, bao gồm các biện pháp phòng chống chiến tranh. Nhưng lần này trong dự thảo có nêu là bao gồm các biện pháp phòng chống khắc phục hậu quả chiến tranh. Thì báo cáo anh Bình là cái này là một cái sự, tôi cho rằng là sự thay đổi một cách căn bản về mặt bản chất giữa luật quốc phòng năm 2018 với lại luật phòng thủ dân sự lần này. Về 4 hoạt động khắc phục hậu quả được nêu tại điều 32 luật phòng thủ dân sự, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có ý kiến thêm. Điều 32 có quy định về 4 cái hoạt động về khắc phục hậu quả của thảm họa sự cố. Thì trên thực tiễn hiện nay cũng lại đặt ra là chúng ta nói về hoạt động nhưng chúng ta lại không nói về trình tự thủ tục để tiến hành cái việc khắc phục đó. Và trên thực tiễn là các quy định về mặt pháp luật hiện nay của chúng ta trong các cái trường hợp để khắc phục các cái hậu quả này thì hiện nay chúng ta là rất khó thực hiện và rất dễ mắc các cái vi phạm. Do đó tôi đề nghị là sẽ phải có một cái điều luật để quy định về trình tự thủ tục để triển khai 4 cái hoạt động nêu ở cái điều 32 và trên cơ sở đó để cho chính phủ quy định về trình tự thủ tục chứ tránh cái việc đây nội bộ tôi cũng nói là hiện nay những ở có một số địa phương thì trong cái quá trình triển khai và khắc phục các cái hậu quả, các cái sự cố, đặc biệt là trong cái dịch bệnh vừa qua thì bây giờ xem lại thì trong các cái điều kiện về cấp bách như vậy nhưng mà chúng ta lại phải tuân thủ các cái quy trình trình tự thủ tục như ở trong một cái điều kiện bình thường. Tôi nói ví dụ về câu chuyện về đấu thầu dẫn đến là những cái sai phạm và liên quan đến cái việc bị xử lý. Và cái tính cấp bách để mà khắc phục ngay các cái hoạt động, tôi nói ví dụ ở cái điều 34 hiện nay quy định là phải xây dựng cái kế hoạch về cứu trợ, hỗ trợ thiệt hại thì phải xác định được cụ thể các đối tượng cần phải cứu trợ khẩn cấp, đối tượng được hỗ trợ trung hạn, đối tượng được hỗ trợ dài hạn và xác định bố trí nguồn lực để thực hiện việc cứu trợ, cứu hộ, hỗ trợ. Thế thì đặt ra vấn đề là vậy thì khi mà đối với trường hợp khẩn cấp thì bây giờ chúng ta lại phải yêu cầu phải xây dựng kế hoạch này. Đấy, xong lại phải tuân thủ theo các cái quy trình thủ tục nữa. Thì tôi cho rằng là nó sẽ không phù hợp với thực tiễn để đáp ứng được ngay cái việc mà cứu trợ khẩn cấp. Tham gia đóng góp ý kiến về luật phòng thủ dân sự, ngoài việc có ý kiến về các điều khoản giải thích, từ ngữ cần cân nhắc để tránh trùng lắp, đại biểu Trần Đình Chung còn đề cập đến các chính sách cho phòng thủ dân sự, cần xác định rõ nội hàm của lực lượng chuyên trách. Tại khoản 4 điều 4 về chính sách của nhà nước cho phòng thủ dân sự thì cũng đề nghị xác định rõ cái nội hàm lực lượng chuyên trách tại cái dự thảo luật. Điều này gồm những cái lực lượng nào để thì lúc đó mới có cái chính sách quy định về để chúng ta xây dựng, ở trong đây có cái cụm từ là xây dựng lực lượng chuyên trách về tổ chức và trang bị hiện đại chuyên nghiệp cho phù hợp, tránh dàn trải chung chung và không có cái hiệu quả lãng phí về nguồn nhân lực. Ở đây thì chúng ta có ghi cái lực lượng nòng cốt là các cái lực lượng liên quan ở tại cơ sở để phục vụ cho cái phương châm 4 tại chỗ. Rồi có cái lực lượng rộng rãi nữa thì cái này cũng cần phải xác định và quy định cụ thể để tránh cái việc mà chúng ta bỏ sót hoặc là nó chưa đảm bảo. Đồng thời cũng đề nghị quy định rõ cái việc trang bị phương tiện lưỡng dụng cho lực lượng vũ trang về phòng thủ dân sự gồm những cái loại phương tiện nào, cho lực lượng nào
thì phải ghi cụ thể rõ vấn đề này. Bởi vì chúng ta đây kể cả cái lực lượng chuyên trách rồi cái lực lượng bán chuyên trách, chúng ta khi tham gia thì đều rất cần trang bị phương tiện. Thực tế vừa qua thì một số trang bị phương tiện của chúng ta trang bị nó chưa phù hợp với cái thực tế ở Việt Nam. Về luật hợp tác xã sửa đổi, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường cho rằng việc sửa đổi luật là cần thiết và hoàn toàn thống nhất với tên gọi của dự thảo luật. Tuy nhiên, về các chính sách, đặc biệt là việc thành lập các quỹ hợp tác xã là không cần thiết. Nên cái việc sửa đổi bổ sung cái chính sách, tôi hoàn toàn nhất trí là phải có tạo thêm những cái cơ chế, những cái chính sách, những cái điều kiện để các cái tổ chức hợp tác xã phát triển. Nhưng mà cái việc trong cái luật thì có quy định ở điều 21 về cái thành lập cái quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thì tôi lại chưa tán thành cái chuyện này. Tại vì thực ra cũng đã có rất nhiều cái mô hình, cái quỹ để mà hỗ trợ, quỹ đầu tư phát triển, ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn. Nên cái cần thiết hiện nay là cái chính sách, cái hỗ trợ cho hợp tác xã chứ không phải hình thành thêm một cái mô hình quỹ. Do đó tôi đề nghị là có thể đưa một số các chính sách này vào và đưa qua cái việc hỗ trợ trong cái quỹ đầu tư phát triển của các địa phương đều đã có hình thành cái quỹ này, thành một cái mô hình hỗ trợ cho hợp tác xã ở những chính sách cụ thể về hỗ trợ lãi suất vay, về hỗ trợ các chính sách về đầu tư phát triển. Thì ở cái quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển có thể thực hiện được cái nhiệm vụ này mà không nhận cần thiết phải thành lập thêm một cái bộ máy mới, một cái tổ chức mới và một cái mô hình mới về cái quỹ đầu tư phát triển, hỗ trợ đầu tư phát triển, hỗ trợ phát triển cho hợp tác xã.